Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến nha. Chào mừng tất cả các bạn đã đến quay trở lại với lại kênh của Thành nha. Hôm nay là rất là vui. Tại sao lại vui? Thì hôm nay là Thành nhận được tin của một người bạn đó, một người bạn đang là một người thầy giáo. Thì Thành cũng xin được phép giấu tên. Thành cũng không có muốn gọi là đưa đưa tên ra vì Thành chưa có được sự cho phép của người bạn đó. Thành xin được giấu giấu tên nha, nhưng mà cái này là câu chuyện hoàn toàn sự thật 100%. Thì là vui là ở chỗ là gì, là Thành đã giúp được cho người bạn đó chỉ trong vòng mà 2 tuần, như chính xác là 2 tuần, đúng rồi, 2 tuần. Thì chỉ trong vòng 2 tuần thôi mà bạn đó là coi như là mặc quần bị tụt. Tức nghĩa là bạn đó đã giảm đi cái lượng mỡ xấu tương đối là rất ok, và bạn nó rất 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 là hài lòng đó, mà bạn ấy rất là khỏe, giảm đi cái lượng mỡ bụng mà bạn nó rất là khỏe. Và bạn nó mới nói với Thành là gì, là rất là ok, rất rất là khỏe đó. Và đồng thời là gì, là coi như là gì, là những cái sự giải pháp từ huấn luyện viên, kể cả đội ngũ bác sĩ bên Thành rất là hiệu, gọi là gì, đồng gọi là gì, là đã mang tới một cái lợi ích sức khỏe cho người bạn đó của Thành đó. Thì lần nữa thì Thành xin cảm ơn. Thì thật sự thì Thành rất là vui là ở chỗ đó là bạn Thành đã đạt được cái kết quả ngoài những cái sự mong đợi. Lúc đầu cũng không không có tin đâu bạn, không có tin đâu, nhưng mà nếu cuộc sau 2 tuần cái khác biệt quá. Nhưng mà còn một điều đặc biệt hơn nữa, một điều đặc biệt còn hơn nữa là cái chuyện là bạn ta được giảm cái lượng mỡ xấu trong người, nhất là ở ngay cái vùng bụng á, nhỏ lại hẳn luôn. Và đồng thời là gì, là mặc quần bây giờ là bạn nó nói là giờ mấy cái quần jean gì gần như là mặc nó không muốn vừa nữa rồi đó. Cũng là một cái tín hiệu báo đáng mừng. Nhưng còn một cái điều đặc biệt nữa, đó là mẹ của bạn đó đó, mẹ của bạn đó thì cách đây hai ba buổi hai 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 buổi về trước thì thật sự là Thành cũng run ở chỗ là gì, là tại vì khi mà mang tới cái giải pháp đó ngày đầu tiên á, để cho mẹ của bạn đó, mà mẹ bạn đó là đang bị tiểu đường, mà bị tiểu đường tuyếp, đó là tuyếp 1, là hình như đúng rồi, Thành nhớ không lầm là tuyếp tuyếp 1 á, là coi như là chữa trị một cách không đúng á, thì dẫn đến bị mờ mắt, có thể là nhìn thấy rất ít đó. Thì cái sau đó thì cái mới bắt đầu sử dụng cái giải pháp của bên Thành, là có bác sĩ hướng dẫn. Khi mà khi sử dụng giải pháp thì bắt đầu là cái ngày đầu tiên á, thì rất là sợ, sợ cái không biết nên là làm gì. Thôi tại 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 sao sợ các bạn, khi mà cô á, cô dùng giải pháp, cô vừa mới uống vô á, bắt đầu ói ra, cô ói cái uống vô cái cô ói ra, sáng uống lần ói ra, cái cũng bị run người, cái sau đó là chiều uống lần cũng ói ra luôn, cái sau đó chết rồi. Cái sau đó là gì, là bắt đầu là bạn của Thành mới gọi điện cho Thành. Thành cũng rất là run, Thành sợ chứ, trời cái đâu, đâu phải giỡn chơi mà, với lại cô đang 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 bị bệnh nữa, cô đang bị tiểu đường rồi bị huyết áp nữa. Cái sau đó bắt đầu lập tức gì, gọi liền cho bác sĩ ở bên Hành. Thế là bên bác sĩ ở bên Hành á mới mới tư vấn, mới nói, và nói thì sau đó là gì, là mới nói thôi thì để gặp trực tiếp qua điện thoại, qua Zoom hoặc là qua Zalo phone, để biết được cái tình trạng của người người đó như như thế nào. Các bạn thấy không, một vị bác sĩ, cô ta tên là, thôi mình cũng không dám nói tên, tại vì sao, vì sợ chưa xin phép người đó lại đi nói tên. Cô ta rất là tốt, rất là tuyệt vời. Cái mới đầu cái sau đó gọi nhìn, và sau đó là mà mới nói. Và sau đó thì thực sự là gì, thì cái kết quả bắt đầu nó là tại sao lại có cái trường hợp như vậy. Cô ta bị huyết áp nè, rồi tiểu đường, rồi dẫn đến mắt mờ luôn đó. Tại sao sử dụng cái giải pháp này mà nó lại bị nôn ra, thì bắt đầu là gì, cô ta mới nói là, cô nói thôi chuyện bình thường. Ủa tại sao bình thường, thì thật sự thì khi mà thì Thành tìm hiểu ra giữa đôi bên, thì bắt đầu là bạn của Thành nó cũng nói thật đó, thì nó nói ra thì đúng rồi. Mà tới ngày hôm nay nè, tới sáng nay thì hoàn toàn cái triệu chứng đó đã giảm đi, không còn nữa, mà da vẻ trở nên hồng hào hơn nữa. Bạn bạn của Thành tương đối rất là mừng, rất là mừng. Cái hỏi tại sao vậy, thì các vị bác sĩ đó nói chỉ có hai cái trường hợp: một
là cái trường hợp mà bệnh lý nền của cái người của cô á là có sẵn một cái bệnh lý nền mà nó không có dung nạp được, nó không có dung nạp được những cái chất dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là bệnh lý nền đầu tiên, nhưng mà cái đó thường là gì đã xảy ra từ trước khi bị tiểu đường đó, khi mà bị bệnh lý nền thì sau đó là gì, nó khi kết quả xét nghiệm á, bác sĩ đưa ra thì sau đó là không có, bắt đầu thì chỉ có con đường thứ hai thôi. Đó là gì, là cái cách thứ hai là gì, cái gọi là cái nguyên nhân, cái nguyên nhân thứ hai mà tại sao là như vậy, thì là lý do gì, là cô lâu ngày quá cô không được dùng chất, cô không được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, nói trắng ra là cô đang thiếu chất dinh dưỡng rất nhiều. Chính vì lâu ngày cái sự thiếu hụt chất dinh dưỡng đó, lâu ngày nó dẫn đến gì, cơ thể cô nó không có quen tức thời khi mà cô đưa một cái lượng dinh dưỡng tốt vô trong cơ thể, nó lập tức nó bị dội liền, nên nghĩa nó làm cho cô bị ói ọc ra liền, ói và chưa có quen được cái chuyện đó đó. Thì cái sau đó là cái Thành cũng mong rồi thôi sao để qua ngày, thì thật sự là gì, là bạn Thành cũng nói nó đúng là gì, là mẹ bạn Thành nếu như là ăn cá cũng không được, rồi ăn thịt heo thì mỡ cũng ăn không được, rồi ăn gà thì giờ thì đi gà mua khó khăn quá cũng ăn được, rồi bắt đầu là gì, đã một một thời gian dài rồi đó nha. Hỏi vậy vậy chứ ăn gì, rau luộc, ăn cháo, ăn cơm không với rau luộc chấm nước tương, trời đất ơi, cái Thành giật mình luôn đó, trời ơi, vậy vậy sao mày không nói tao nghe từ từ trước cái tình trạng như vậy. Thì lại một lần nữa là gì, các bạn cũng thấy rõ ràng là gì, lại một lần nữa là gì, là coi như là gì, về cái phần mà dinh dưỡng gần như là nhiều vị bác sĩ ở ngay thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, nhiều vị bác sĩ khám khi khám họ chỉ chữa được bệnh thôi, chứ họ không có hiểu, họ không có biết nhiều về dinh dưỡng, nên họ cũng không biết như thế nào để làm cho người bệnh mình khỏe hơn nhờ dinh dưỡng. Cái sau đó là gì, là nó, cái sau đó Thành mới nói là thôi bây giờ á là sửa lại cái cách ăn uống, sửa lại cái cách ăn uống chút. Thì cũng thông qua cái bác sĩ và đội ngũ huấn luyện viên dinh dưỡng, Thành cũng được rất là nhiều tư vấn và nói bắt đầu từ từ nha, nhớ cho kỹ người bệnh, bệnh cỡ nào, bệnh bệnh gì bệnh, nhưng mà phải có dinh dưỡng vô người, còn không có thì đừng bao giờ mà nghĩ tới chuyện là gì sẽ hết bệnh hoặc là sẽ khỏe, không có đâu, đừng có. Cái thuốc nó chỉ trị thôi chứ nó không có giúp mình khỏe hơn đâu các bạn. Cái Thành bắt đầu gì là Thành mới nói thôi bây giờ là nhớ ở nhà ở cái mua được cái con gà, nhớ bây giờ đi nấu cái nước lèo á, bây giờ thời gian đầu tiên đừng có cho cô ăn một cái cách gọi là ăn gọi là gì dồn nữa, không có. Bây giờ cái nó tạm gọi là cái hệ tiêu hóa, cái bao tử của cô nó chưa có thật sự là hoạt động là bình thường, để nó lâu lâu ngày quá rồi nó không có được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì nó bị dội. Bắt đầu từ từ bắt đầu hầm cái nấu cái nước lèo xương gà đó đó, nhớ nha, là tốt nhất là xương gà đó. Hầm cái sau đó lấy cái nước á nấu ra, rồi sau đó lấy cái nước á mới nấu chung với là cháo nhẹ nhẹ đó, thì ăn ăn nhớ nha, ăn cháo nhẹ nhẹ mà ăn phải chia làm nhiều cử, ăn ít thôi, một lần ăn chén nhỏ 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 này, một ngày có thể ăn 4 5 cử, 5 6 cử cũng được, chứ đừng có ăn một giường một tô nó chưa có quen. Thì thật sự là gì, quả nhiên là gì, là hiệu nghiệm. Thì chỉ trong vòng có một ngày thì sáng nay thì bạn Thành mới gọi điện thoại lại nói là gì, bây giờ gần như là gì khỏe hẳn rồi, da vẻ là hồng hào chứ không có phải là xanh đó. Thì Thành mới nói là ok vậy là mừng rồi, tức nghĩa là gì, là cô đang tiếp nhận dinh dưỡng từ từ, đừng có ăn cái kiểu như vậy nữa, ăn cái kiểu vô gọi là ăn cái kiểu mà không có sự tạm tạm gọi thôi, là không có sự tư vấn về dinh dưỡng như thế nào để ăn một cách đúng cách, cứ thấy thích ăn sao là ăn vậy, không phải ha. Thì bạn đó cũng nói gửi lời cảm ơn, thì thật sự là Thành rất là vui. Thành vui là vì sao, vì Thành đã giúp được người bạn của Thành. Thành vui là vì sao, vì Thành không những giúp được người bạn của Thành mà Thành còn giúp luôn kể cả gì trong cộng đồng gia đình của bạn của Thành. Sắp hết pin rồi, để Thành ship. Giúp được cộng đồng gia trong gia 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 đình bạn của Thành, Thành rất là vui. Và thực sự thì nói chung là không có niềm vui nào vui bằng vậy. Rồi thôi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Thì thông qua cái câu chuyện này thì Thành cũng nói thực sự các bạn gì,
là những người bệnh, kể cả cao huyết áp, kể cả tiểu đường. Đừng có nghe lời ai mà phải nhịn hay gì cả. Chúng ta phải cần phải có một cái sự kiến thức về dinh dưỡng để làm cho cơ thể của chúng ta khỏe hơn. Chứ không phải là bệnh là nhịn, không dám ăn gì hết. Trời ơi, là sai đó các bạn, sai hoàn toàn luôn. Sai. Đó, thì Thành cũng có nói với lại bạn rõ ràng. Và bạn đó đang đang mới bắt đầu là tập ăn cái chế độ giống như là chế độ của mẹ Thành. Mẹ Thành thì Thành 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 nói thật sự với lại các bạn, chứ một ngày thì mẹ Thành ăn là ba bốn cự, nhưng mà một tuần thì Thành chỉ cho mẹ Thành ăn cơm chừng 1-2 ngày là cùng à. Đó, toàn bộ là thay thế bằng yến mạch hết. Đó, ăn yến mạch mà nấu chung với lại yến mạch rồi hầm với lại nấu nước lèo á với xương gà đó, rồi ăn thịt gà, đủ thứ á, ăn bình thường, ăn bình thường, chỉ có hạn chế những cái thực phẩm mà cái chỉ số đường GI cao, vì mẹ Thành cũng bị tiểu đường, cũng bị cao 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 huyết áp đấy, và dùng cái vitamin để nó có thể là gì, là nó hỗ trợ tốt nhất trong cái việc kháng thể vậy thôi. Khi mà chúng ta hiểu rồi thì nó không có cái gì mà gọi là nó phức tạp hết trơn á, chẳng qua là gì chúng ta suy nghĩ quá phức tạp, là gì phải nhịn cái này nhịn cái kia, canh cái này canh cái gì vậy, không có. Rồi thôi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Còn những bạn nào mà đang muốn thắc mắc, đang cần những cái câu hỏi tư vấn về sức khỏe dinh dưỡng đó, thì hãy điền cái đường link ở bên dưới, đó là đăng ký tư vấn bác sĩ online miễn phí, hoàn toàn miễn phí nha các bạn, vì cộng đồng, phục vụ cộng đồng. Đó là để tư vấn hết sức mình để cho các bạn, để giúp cho cái cộng đồng của chúng ta càng ngày càng có thêm sự hiểu biết, kiến thức về cái giá trị dinh dưỡng cực kỳ quan trọng cho cuộc sống của chúng ta, cho cơ thể chúng ta. Có sức khỏe thì chúng ta mới làm việc được, không có sức khỏe thì coi như là nothing, coi như là không có gì hết đó. Có tiền như núi thì nó cũng mất mất sạch luôn, không có một cái gì cả, nhất là trong cái thời điểm hiện tại nha các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị rất là nhiều, và hẹn gặp lại một video clip kế tiếp, không biết là kế tiếp thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện như như thế nào nha. Rồi thôi, cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị, các bạn rất nhiều, và hẹn gặp lại.